Bảo tàng Hồ Chí Minh, nơi lưu giữ rất nhiều hiện vật và tài liệu quý về cuộc đời, sự nghiệp và thân thế vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một không gian xúc động và thật nhiều hoài niệm về một nhân cách lớn. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên đến tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, nhưng với những du khách này, cảm xúc vẫn rất đặc biệt. Họ lưu luyến khá lâu ở khu trưng bày có tên gọi Bác Hồ viết di chúc. Tại đây không chỉ trưng bày các bản di chúc qua các năm của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn tái hiện hình ảnh Bác ngồi viết di chúc trong căn nhà sàn của người. Sự cộng hưởng của âm thanh tiếng máy đánh chữ, tiếng chim hót díu dan trong bầu không khí trầm mặc khiến du khách vô cùng xúc động. Trong cái bối cảnh, trong cái không gian này thì cái góc trưng bày về cái không gian mà Bác Hồ viết bản di chúc đó là cái bối cảnh mà làm cho chúng tôi quả thật là rất là xúc động. Xúc động bởi vì sao? Bởi vì khi mà được tận mắt chứng kiến cái bản di chúc, là người dân Việt Nam hay là bất cứ người dân nào thì cũng sẽ cảm thấy rất là xúc động. Không chỉ là câu từ mà còn cả cái tình cảm mà Bác gửi gắm ở trong đó. Là một công trình kiến trúc đặc biệt, Bảo tàng Hồ Chí Minh kể từ khi thành lập năm 1990 đến nay đã đón một lượng khách đông đảo đến thăm mỗi ngày. Đặc biệt vào những ngày lễ lớn hay ngày nghỉ cuối tuần, lượng khách có ngày lên tới 2 vạn người, cho thấy sức hấp dẫn lớn của bảo tàng này. Theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có khoảng trên dưới 100 bảo tàng lớn nhỏ trong mọi lĩnh vực. Song chỉ có một số bảo tàng có khuôn viên đẹp, nội dung trưng bày bổ ích và được người dân đánh giá cao như Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Sở hữu gần 200 bảo tàng, 3 triệu tài liệu, hiện vật cùng 164 bảo vật quốc gia, Việt Nam có tiềm năng lớn để phát huy vai trò của bảo tàng trong việc chuyên chở ký ức, kết nối lịch sử, văn hóa của quá khứ tới con người, xã hội hiện đại. Có một số các bảo tàng đã thực sự là đã chuyển mình và đã mang lại một cái khí thế mới để mà có thể đảm bảo cho cái hoạt động của bảo tàng nó đáp ứng được cái nhu cầu về văn hóa của nhân dân địa phương cũng như là của khách du lịch. Nằm ở trung tâm thủ đô Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là một trong số những bảo tàng quốc gia có số lượng hiện vật và số lượng khách tham quan đông nhất hiện nay. Thông qua những hiện vật gốc độc đáo, bảo tàng trở thành một trung tâm văn hóa lịch sử, một địa điểm hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Ngày hôm nay, bước chân đã chậm đưa người cựu chiến binh này tìm về Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Những ký ức lại trở về trong ông, nguyên vẹn như khi còn là một anh lính trẻ đứng trong hàng ngũ của quân đội nhân dân Việt Nam. Trong gian trưng bày hiện vật về đoàn tàu không số, ông đã rất xúc động. Chiến tranh đã lùi xa mấy mươi năm, nhưng trong trái tim và ký ức của người cựu chiến binh già vẫn luôn nhớ về những tháng ngày lênh đênh trên biển, vượt qua bao gian khó hiểm nguy để bí mật vận tải vũ khí, quân nhu chi viện cho chiến trường miền Nam chiến đấu. Ông là một trong những chiến sĩ của đoàn tàu không số huyền thoại. Hôm nay về đây nhìn thấy một số hình ảnh và hiện vật của đoàn chúng tôi thì tôi rất là cảm động. Nhất là phía bên trái tôi lại là trưng bày về hình ảnh của đường Trường Sơn. Chính đường Trường Sơn
và đường Hồ Chí Minh trên biển đã là hai con đường huyết mạch để đưa vũ khí, phương tiện và con người vào miền Nam, và đã góp phần vào cái việc mà giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Những kỳ vật đang kể câu chuyện về quá khứ, chúng không nằm im mà đang sống như nhân chứng về một thời kỳ lịch sử hào hùng, oanh liệt của dân tộc. Những kỳ vật này không chỉ có giá trị riêng đối với cá nhân ông Quốc, mà còn cả với những du khách trong nước và quốc tế. Tôi rất trân trọng và tôi thấy rằng ấy, là có rất nhiều hình ảnh, hiện vật đã nói lên ấy, suốt cái chiều dài lịch sử của dân tộc, nhất là những cái cuộc chiến tranh chống Mỹ, chống Pháp, và nó đã tôn vinh những con người đã góp vào cái sự nghiệp ấy. Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam hiện đang lưu giữ nhiều bảo vật quốc gia nhất trong số các bảo tàng quân đội. Đây đều là các bảo vật thuộc thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Xưa kia thì ta lấy hiện vật làm trung tâm đấy. Nhưng mà với cái xã hội phát triển, kinh tế rồi là mọi thứ phát triển như hiện nay thì nhu cầu của con người là đòi hỏi ngày càng cao. Thôi thì không phải là chỉ hiện vật trung tâm nữa, mà chúng ta có thể là phải đan xen cả hai hình thức. Đó là kết hợp giữa hiện vật và yếu tố con người. Đó là hiện vật là trung tâm, nhưng bên cạnh đó yếu tố nó là tìm hiểu nhu cầu của con người là hết sức quan trọng. Bởi vì chúng ta có hiểu được nhu cầu của con người, có phân chia ra từng đối tượng một thì chúng ta mới có được cái cách làm hay. Từ sự thống nhất về nguyên tắc coi bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ các giá trị lịch sử văn hóa của quá khứ, mà cần trở thành nơi kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, gắn với sự phát triển của xã hội. Bảo tàng thực sự là không gian quan trọng trong đời sống hiện đại. Nhưng trong số gần 200 bảo tàng nhà nước và tư nhân đang mở cửa, số bảo tàng hoạt động thật sự có hiệu quả lại rất ít. Thực trạng này đòi hỏi sự thay đổi mạnh mẽ về cách làm bảo tàng để phù hợp với cuộc sống hiện đại và nhu cầu ngày càng đa dạng của công chúng. Có những bảo tàng đổi mới được thì tôi nghĩ rằng là ở đấy họ hội tụ đủ những các cái yếu tố để mà tạo ra sức bật cho cái đổi mới. Đấy trước hết là cái sự quyết tâm và năng động của cái đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở bảo tàng. Họ quyết tâm, họ năng động, họ mong muốn, khát khao một cái sự đổi mới. Và từ sự khát khao đó, họ lôi kéo toàn bộ cán bộ công nhân viên của họ đi theo một cái hướng là hoạt động bảo tàng mang tính chuyên nghiệp và đổi mới. Câu chuyện đổi mới ở Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam là một ví dụ điển hình cho sự vận động đi lên của hệ thống bảo tàng ở nước ta. Nhiều năm trước, hoạt động của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam chỉ đơn thuần là sưu tập, nghiên cứu, bảo quản, trưng bày, khách tham quan thư vắng. Với mong muốn đưa bảo tàng đến gần hơn với công chúng, những người có trách nhiệm đã quyết tâm thay đổi. Nhưng để đạt được bước tiến như ngày nay, bảo tàng đã mất gần 5 năm với sự tư vấn, giúp đỡ của đội ngũ chuyên gia giàu nhiệt huyết và kinh nghiệm ở cả trong và ngoài nước.
thoát khỏi mô tuýp bảo tàng cũ kỹ, nhàm chán, những người đứng đầu của bảo tàng cùng với một ekip chuyên nghiệp đã biến không gian bảo tàng trở thành một cuộn phim lịch sử với nhiều chủ đề khác nhau như phụ nữ trong gia đình, phụ nữ trong lịch sử, thời trang phụ nữ. Mỗi góc nhỏ trưng bày trong bảo tàng đều có màn hình chiếu video trực quan với 3 thứ tiếng phụ đề. Nhiều gian trưng bày còn sử dụng cả màn hình chiếu và tai nghe riêng cho khách tham quan, tìm hiểu những chủ đề mà hiện vật không diễn tả hết được qua ảnh và hiện vật. Đối với riêng cá nhân mình rất là hấp dẫn, tại vì đến đây có thể xem được rất là nhiều điều mà mình chưa nhìn thấy. Mình cũng chỉ nghe bố mẹ ông bà mình kể lại thôi, nhưng mà đến đây mình được chứng kiến tận mắt những di sản ngày xưa các cụ mình cưới hỏi ra sao. Sự nỗ lực của một tập thể quyết tâm đổi mới đã đem đến luồng gió mới cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Qua nhiều năm, bảo tàng liên tục được website du lịch uy tín và lớn nhất thế giới TripAdvisor bầu chọn là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của thành phố Hà Nội, là đối tác tin cậy của nhiều tổ chức trong và ngoài nước, là địa điểm phải đến trong hành trình khám phá của các du khách quốc tế. Đến thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam là quyết định đúng đắn của chúng tôi. Chúng tôi đã có cơ hội hiểu thêm về vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong xã hội cũng như nhiều phong tục tập quán đẹp của các bạn. Các bạn nên tự hào vì điều này. Một nét đặc biệt của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam là bên cạnh mảng trưng bày thường xuyên, bảo tàng còn đầu tư rất nhiều cho những trưng bày chuyên đề với những kịch bản riêng, đề cao tính tương tác, khơi gợi tìm tòi, suy nghĩ từ công chúng. Khi đó, bảo tàng không chỉ là nơi trưng bày hiện vật mà trở thành nơi phản biện xã hội, thu hút sự quan tâm, suy nghĩ của người xem. Chúng tôi cho rằng đấy là một cái sự lựa chọn đúng, hướng đi đúng và bám sát với lại những cái vấn đề mà hiện nay công chúng đang quan tâm. Ví dụ như là vấn đề về bất bình đẳng giới, vấn đề về bạo lực gia đình, rồi là những cái vấn đề nó mang cái hơi thở của cuộc sống đương đại. Câu chuyện từ Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cho thấy, nếu hoạt động của bảo tàng lấy khách tham quan làm trung tâm, lấy mục tiêu phục vụ cộng đồng làm trọng yếu, thì tất yếu sẽ sống được. Tới đây chúng tôi sẽ cung cấp cho du khách một cái sản phẩm gọi là kết nối nhân chứng. Cái sản phẩm này thì hiện nay chúng tôi đang làm thử nghiệm và được đánh giá rất tốt từ cái công chúng du lịch người nước ngoài. Trong bối cảnh đó, đề án đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động bảo tàng gắn với phát triển du lịch của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ra đời đã thêm một cú hích cho sự vận động của hệ thống các bảo tàng. Thực tế cho thấy, việc gắn kết du lịch với bảo tàng di tích hiện nay là việc làm cần thiết để thu hút khách du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa dân tộc và phát huy các giá trị của bảo tàng di tích, đồng thời thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Tuy nhiên, để gắn kết bảo tàng và phát triển du lịch, hai bên cần có tiếng nói chung, cùng nhau nghiên cứu xây dựng các chương trình du lịch đến bảo tàng, mà chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề ở đây chính là tư duy. Theo tôi là chúng ta sắp tới đây coi đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng để chúng ta có sức đầu tư. Mà đầu tư ở đây tôi đang nói rằng là chúng ta phải đầu tư, thứ nhất là có trọng điểm, không phải là mọi bảo tàng thì đều có thể làm, mà chúng ta cần phải xem những bảo tàng nào thực sự là cần có giá trị thật lớn thì chúng ta sẽ làm cho thật là tốt. Và cái thứ hai là chúng ta không chú trọng vào việc là đầu tư cơ sở vật chất không, mà chúng ta cần phải chú trọng vào là cái nội dung và cái cách mà thể hiện để làm sao mà có tính hấp dẫn với cả du khách. Một buổi trải nghiệm của các em học sinh tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Những hoạt động như thế này luôn thu hút được các bạn nhỏ
và cả các bậc phụ huynh vì hội tụ đủ các yếu tố vui vẻ, bổ ích và gắn kết. Đến nay thì em học được những kiến thức về 54 dân tộc anh em trong đất nước Việt Nam và những điều rất là bổ ích về ngày lễ Trung Thu. Các hoạt động gắn việc vui chơi với giới thiệu và giáo dục về truyền thống, di sản, về sự đa dạng và phong phú của văn hóa tộc người, văn hóa địa phương đã được Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam thường xuyên tổ chức trong nhiều năm qua. Hiện nay, mô hình bảo tàng thông minh với sự hỗ trợ của khoa học và công nghệ đang là hướng đi mới của nhiều bảo tàng trên thế giới, trong đó có Bảo tàng Dân tộc học. Trong tương lai gần thì chúng tôi cũng đang đầu tư một cái phòng khám phá sử dụng rất là nhiều các cái thiết bị hiện đại để dành cho cái đối tượng công chúng là trẻ em, và thông qua các cái hoạt động tương tác ở trong đó thì công chúng có thể khám phá bằng những cái công nghệ để tìm hiểu về văn hóa của các cái dân tộc ở Việt Nam cũng như ở trên thế giới. Tuy nhiên, dù sự tham gia của công nghệ vào lĩnh vực bảo tàng có phát triển đến đâu thì cũng không thể thay thế được vai trò của con người. Chị Nhi, một hướng dẫn viên đã có nhiều chục năm gắn bó với Bảo tàng Dân tộc học, thừa nhận trong quá trình chuyển mình mạnh mẽ của bảo tàng, đội ngũ những người làm công tác bảo tàng phải không ngừng nỗ lực học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nắm bắt và đáp ứng được những đòi hỏi ngày càng khắt khe của công chúng. Mình không chỉ có đạo đức nghề nghiệp mà mình còn phải có các cái kỹ năng hình thức luôn được củng cố, luôn để cho du khách cảm thấy họ đã quả là sáng suốt khi đến và chọn lựa hướng dẫn viên để mà tham quan trưng bày. Chuyến tham quan bảo tàng lần này của một nhóm các bạn trẻ nước ngoài đang làm nghiên cứu tại Việt Nam đã thực sự có kết quả với sự giúp đỡ của chị Nhi. Trong chuyến đi này tới Việt Nam, tôi đang làm một đề tài nghiên cứu về các vấn đề xã hội. Những thông tin về 54 dân tộc của Việt Nam trưng bày trong Bảo tàng Dân tộc học đã giúp tôi rất nhiều khi nghiên cứu đề án này. Tôi nghĩ các bạn cần đẩy mạnh hoạt động quảng bá bảo tàng trên mạng xã hội. Đó là cách để một bảo tàng hấp dẫn như thế này được nhiều người biết đến hơn. Việc mạnh dạn mở ra một hướng đi mới trong tổ chức hoạt động ở Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam buổi ban đầu ít nhiều đã thay đổi quan niệm của giới làm bảo tàng trong nước. Thậm chí có người còn ví đây như là một cuộc cách mạng trong trưng bày bảo tàng ở Việt Nam và đưa hoạt động của bảo tàng chuyển từ tĩnh sang động. Đây cũng là điểm đến của rất nhiều các đoàn khách quốc tế khi đến với Hà Nội, đem đến cho họ ấn tượng không nhỏ về đất nước và con người Việt Nam. Xu hướng du lịch văn hóa, du lịch sinh thái đang phát triển mạnh mẽ. Du lịch văn hóa được kết nối với di sản văn hóa có thể coi là duy nhất và đặc biệt để khai thác nguồn tài nguyên du lịch. Trong đó, hệ thống bảo tàng di tích là nơi lưu giữ những di sản văn hóa vô giá. Nếu chúng ta biết khai thác, phát huy một cách khoa học và đúng cách thì sẽ tạo ra những sản phẩm du lịch đa dạng, hấp dẫn. Đó chắc chắn là hướng đi sống còn của hệ thống các bảo tàng ở nước ta.